Những câu chuyện cảm động rơi nước mắt về những chú chó trung thành. Từ nhiều đời nay, chó được biết đến như một người bạn tốt và đáng tin cậy của con người. Dù những câu chuyện về lòng trung thành của loài động vật này đã không còn quá mới mẻ, thế nhưng dường như mỗi lần được kể lại, nó vẫn khiến người ta xúc động và khâm phục. Chắc hẳn trong số chúng ta, không ai còn lạ gì Hachiko, chú chó đã trở thành biểu tượng của những chú chó khác, linh vật của Nhật Bản, đại diện cho sự nhớ thương và trung thành của loài động vật này đối với con người, những người bạn thân nhất của chúng. Vào năm 1924, Hidesaburo Uno, vị giáo sư thuộc khoa nông nghiệp của trường đại học Tokyo, Nhật Bản, đã mua và đưa Hachiko đến Tokyo. Tình bạn thắm thiết của vị giáo sư đáng kính cùng chú chó nhỏ bắt đầu vào một buổi sáng. Hachiko theo tiễn ông chủ đến tận nhà ga Shibuya và chờ đón ông chủ tại đó khi ông trở về vào cuối ngày. Bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa, Hachiko đều đến nhà ga tiễn người bạn thân thiết của mình đi làm. Nhưng rồi vào một ngày định mệnh tháng 5 năm 1925, khi giáo sư Uneo bị nhồi máu và ra đi đột ngột tại nơi làm việc, Hachiko vẫn ngồi chờ đợi người bạn của mình trong hy vọng ở nhà ga. Những ngày sau đó, dường như vẫn không tin vào sự ra đi của ông chủ, chú chó tội nghiệp vẫn từng ngày đến nhà ga để đợi giáo sư trở về. Sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến cho những vị khách xung quanh đó để ý và yêu mến Hachiko. Chú chó trung thành này đã chờ đợi ông chủ của mình trong suốt 9 năm, 9 tháng và 15 ngày cho đến tận khi chết. Khi Hachiko qua đời, cảm mến lòng trung thành của chú chó, người dân đã tạc tượng Hachiko và xem đó như là một biểu tượng của lòng trung thành. Ngày nay, khi đến ga Shibuya, Nhật Bản, các du khách đều không quên ghé thăm bức tượng chú chó Hachiko được đặt trang trọng tại đây. Chú chó Hawkeye. Hawkeye là một chú chó quân đội có mối quan hệ vô cùng thân thiết với người chủ kiêm huấn luyện viên John Tumilson. Tomlinson là một thành viên đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Anh thiệt mạng khi chiếc trực thăng Chinook chở đội đặc nhiệm bị bắn rơi vào năm 2011. Chú chó Hawkeye trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi một bức ảnh chụp trong đám tang Tomlinson được lan truyền trên mạng. Giữa lễ tang, chú chó Hawkeye bước tới gần quan tài của Tomlinson và gục xuống, trút ra tiếng thở dài rầu rĩ bên cạnh thi thể người chủ thân yêu và nằm đó suốt đám tang. Cả thế giới đã chứng kiến tình cảm gắn bó keo sơn và lòng trung thành tuyệt đối mà Hawkeye dành cho chủ nhân của mình, ngay cả khi anh đã ra đi. Rất may là sau đó, chú chó đã được một người bạn của Tomlinson nhận nuôi và được sống trong một mái nhà đầy tình thương. Chú chó của Lao Pan. Lao Pan là một người đàn ông độc thân có cuộc sống bình thường, không giàu có, không có địa vị xã hội cao, cũng không có gia đình và nhiều bạn bè ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều khiến ông nổi tiếng chính là tình yêu mà chú chó trung thành dành cho mình được cả Trung Quốc biết đến. Chú chó của Lao Pan đã sống cùng ông trong suốt nhiều năm trời và khi ông qua đời ở tuổi 68 vào năm 2011, chú chó này đã ở bên ông cho đến giây phút cuối cùng khi Lao Pan được chôn cất tại nghĩa trang làng Pajiatun. Chú chó này đã canh bên mộ chủ nhân suốt nhiều ngày trời mà không chịu ăn uống gì. Sau khi phát hiện ra chú chó gầy xơ xác vì canh bên mộ chủ trong một thời gian dài, dân làng đã dùng thức ăn để dụ nó về nhà, nhưng chú chó vẫn kiên quyết không rời khỏi mộ chủ. Cuối cùng, họ phải mang thức ăn và nước uống đến nghĩa trang và xây cho chú một nơi ở cạnh mộ của Lao Pan. Chú chó Theo. Theo là một chú chó quân đội được triển khai tới Afghanistan cùng với người chủ, người đồng đội là hạ sĩ Liam Tasker. Thacker là một binh sĩ bắn tỉa trong quân đội Anh, trong khi Theo là chú chó chuyên đánh hơi phát hiện bom mìn. Khi Thacker hy sinh trong lúc chiến đấu vào tháng 3 năm 2011, chú chó Theo đã gần như sụp đổ. Lúc đồng đội đưa được thi thể của Thacker và chú chó Theo trở về căn cứ, chú chó này đã trải qua một cơn tai biến và cũng qua đời. Bác sĩ quân y kết luận, cơn tai biến bất ngờ mà Theo gặp phải là do chú chó đã quá đau buồn trước cái chết của chủ. Cả hạ sĩ Thacker và chú chó Theo đều lập kỷ lục về số bom mìn được tìm thấy và tháo gỡ trong thời kỳ phục vụ ở Afghanistan. Sau khi chú chó Theo qua đời, quân đội Anh đã truy tặng cho chú huân chương Dickin tương đương với huy hiệu Victoria trong quân đội Hoàng gia Anh, ghi nhận sự đóng góp và biểu tượng trung thành của chú chó này. Chú chó Captain. Captain là một chú chó Berger Đức được ông Manuel Guzman, người Argentina nuôi dưỡng. Khi ông Guzman qua đời vào năm 2006, gia đình ông phát hiện chú chó Captain cũng biến mất. Vài tuần sau tang lễ, họ đến thăm mộ của Guzman và bất ngờ khi nhìn thấy Captain đang đứng đó chờ họ. Điều đáng ngạc nhiên là họ chưa từng mang chú chó tới nghĩa trang này và cũng không thể hiểu nổi làm cách nào Captain có thể tới đây và tìm ra chính xác ngôi mộ của chủ nhân. Kể từ đó, Captain thường xuyên đi về về từ nhà đến nghĩa trang và sống nhờ vào thức ăn thừa mà người quản trang mang cho. Cứ đêm đến, chú chó trung thành này lại quay trở lại ngôi mộ của ông Guzman. Dường như chú chó không muốn chủ nhân của mình phải ngủ một mình giữa nơi lạnh lẽo. Chú chó Dorado. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông lão mù Omar Eduardo Rivera bị mắc kẹt vào một trong những tình huống nguy hiểm nhất thế giới. Ông Rivera làm việc trên tầng 71 của tháp trung tâm thương mại thế giới và đến đây cùng chú chó Dorado của mình như thường lệ vào buổi sáng định mệnh đó. Khi chiếc máy bay đầu tiên do bọn khủng bố điều khiển đâm vào tòa tháp, ông Rivera biết mình đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ông nghĩ rằng một ông lão mù như mình không thể nào chạy thoát được, thế nên ông đã tháo dây cho chú chó Dorado và ra lệnh cho chú chó chạy ra ngoài để sống sót. Ban đầu, chú chó này nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng 10 phút sau, ông Rivera cảm nhận được chú chó trung thành đang cọ vào chân mình. Dorado đã quay lại cùng với chủ nhân đang gặp nạn và với sự trợ giúp của một đồng nghiệp, ông Rivera mò mẫm đi xuống cầu thang thoát hiểm. Họ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đi hết được 72 tầng cầu thang bộ và thoát ra ngoài an toàn. Ngay khi họ vừa thoát ra, cả tòa tháp đổ ập với hàng ngàn người mắc kẹt bên trong. Ông Rivera khẳng định rằng chính chú chó trung thành Dorado đã cứu mạng ông. Chú chó Fido. Lòng trung thành vô hạn với chủ nhân đã biến Fido trở thành một nhân vật nổi tiếng trong thập niên 1940-1950. Fido là một chú chó hoang trên đường phố Luco, Mugello, một thị trấn nhỏ ở Florence, Ý. Năm 1941, ông Carlo Soriani tìm thấy Fido bị thương đang nằm trên đường và quyết định đưa chú chó về nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng. Kể từ đó, mỗi khi Soriani đi xe buýt từ nhà máy về nhà, Fido luôn đứng sẵn tại trạm xe buýt để chờ ông. Suốt 2 năm trời, không ngày nào là Fido không đứng chờ Soriani ở trạm xe buýt, sau đó cả hai cùng đi bộ về nhà. Một ngày nọ, nhà máy nơi Soriani làm việc bị trúng bom của phe đồng minh, khiến ông cùng nhiều công nhân khác thiệt mạng. Đêm hôm đó, khi Soriani không trở về, chú chó Fido lặng lẽ từ bến xe buýt về nhà, nhưng đến hôm sau, chú lại tiếp tục trở lại bến xe để chờ chủ. Cứ thế, trong suốt 15 năm dòng dã, ngày nào Fido cũng kiên nhẫn đứng ở bến xe, chờ đợi người chủ không bao giờ trở về. Sự trung thành của Fido đã khiến chú chó trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Florence khi chú qua đời vào năm 1958. Chú được chôn cất ngay cạnh mộ của ông chủ Soriani. Chú chó Ping An. Một câu chuyện xảy ra gần đây nhất khiến nhiều người không khỏi xúc động là của một chú chó trung thành của gia đình tại Trung Quốc đã nỗ lực không mệt mỏi để đi bộ 100 km, cố gắng tìm về nhà chủ cũ của mình sau khi chủ để nó lại nhà tại một người bạn và nhờ chăm sóc hộ. Điều này khiến nhiều người phải kinh ngạc về sự trung thành của chú chó này. Theo tờ báo Shanghai Evening News, một gia đình sống ở thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã nhờ một người bạn chăm sóc chú chó Ping An vì họ quá bận rộn với việc cải tạo nhà mình hồi tháng 6. Sau đó họ đã lái xe hơn 2 giờ để gửi Ping An tại nhà bạn ở thị xã Nam Thông, tỉnh Giang Tô, cách nhà họ khoảng 100 km. Mọi chuyện không có gì xảy ra trong suốt 4 tháng qua, cho đến khi cách đây hơn nửa tháng, cả gia đình hốt hoảng khi được một người bạn thông báo rằng chú chó Ping An đã bỏ trốn khỏi nhà người này và mất tích. Trên thực tế, chú chó không hề mất tích như nhiều người vẫn tưởng mà thực hiện một hành trình dài để tìm về nhà chủ nhân cũ. 14 ngày sau, khi chú chó Ping An được phát hiện mất tích, một nhóm công nhân đã phát hiện ra chú chó này bên ngoài một tòa nhà văn phòng ở thành phố Khải Đông với những ngón chân rướm máu do đi bộ quãng đường dài. Nhóm người này chăm sóc chú chó và truy tìm chủ nhân của chú chó bằng cách chia sẻ thông tin và hình ảnh của chú chó lên WeChat, một ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc. Những hình ảnh của chú chó được nhóm công nhân chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy chú chó đang nằm trên đường, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng và buồn bã, gục đầu xuống một cách đầy thất vọng. Không lâu sau, khi bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội, một gia đình tại thành phố Khải Đông đã nhận ra chú chó cưng của mình trong ảnh và vội vàng đến đón Ping An. Khi gia đình này xuất hiện, chú chó Ping An đã nhanh chóng nhận ra chủ nhân của mình. Cả hai phía đều mừng rỡ vì đã được đoàn tụ sau 4 tháng xa cách. Ping An, mày đã rất chăm chỉ rồi, giờ mày chỉ cần ở nhà thôi, mày sẽ không bao giờ bị gửi đi đâu nữa. Chủ nhân của chú chó Ping An nói với vật cưng của mình khi hai phía đoàn tụ. Cảm động trước sự trung thành của chú chó cưng, chủ nhân của chú chó cho biết họ sẽ giữ Ping An ở cạnh họ suốt quãng đời còn lại của nó. Câu chuyện về những chú chó trung thành của kênh tin tức 24 giờ online xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.